Hi, xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh. Trong thời gian vừa qua thì mình nhận được một số cái inbox của các bạn gửi qua fanpage kiếm tiền với Shopify của bên mình. Thì các bạn có đặt cái câu hỏi là có sử dụng Shopify để xây dựng cái store bán hàng những cái sản phẩm tại Việt Nam đấy không? Và cái hình thức gọi là hình thức ship cũng như là cái hình thức thanh toán ấy như thế nào? Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho các bạn cái câu hỏi đấy. Mình sẽ review qua một chút này. Thì về cái việc mà tạo một website bằng cái website bán hàng nhé, bán sản phẩm bằng cái Shopify, bằng cái nền tảng Shopify tại Việt Nam này là hoàn toàn mình có thể là xây dựng được các bạn nhé. Tuy nhiên thì mình sẽ có một vài cái lưu ý cũng như cách thiết lập trong cái store này của Shopify để nó phù hợp với cái hình thức thanh toán tại Việt Nam mình cũng như là cái hình thức shipping tại Việt Nam. Tại vì hiện tại thì cái thằng thằng Shopify này nó chưa chưa hỗ trợ về cái vấn đề mà kết nối với các cái bên về shipping hoặc là có một cái bên thứ ba như là Obelo để kết nối những cái đơn vị shipping cho bên mình cho Việt Nam mình. Đấy, thì đấy là một số cái lưu ý. Thì ở đây thì về cái việc tạo store thì nó cũng rất là dễ thôi. Thì ở đây thì mình cũng các bạn thì không không thể mà list sản phẩm sang như là bằng cái app Oilo được, mà các bạn phải phải post tay từng cái sản phẩm lên. Đấy, đối với các bạn nào mà muốn làm Shopify, muốn tạo một cái store bằng Shopify bán hàng tại Việt Nam ấy, đấy thì các bạn sẽ phải post tay các cái sản phẩm lên. Đấy, hiện tại nó cho chưa chưa mình chưa thấy là có một cái app nào nó giống như là Oilo để nó tối ưu cái thời gian cho mình import sản phẩm lên được. Đấy, đấy thì các bạn sẽ phải mình sẽ phải post sản phẩm bằng trong này, post tay lên đấy, hình ảnh cũng như là content các thứ các bạn áp trong một ngày lên. Về cái vấn đề mà cài theme hoặc là các cái danh mục thì nó ở thị trường Việt Nam thì nó cũng sẽ vẫn bình thường thôi. Mình sẽ thiết lập những cái thiết lập giống như là ngày xưa mình đã làm những cái video hướng dẫn và sử dụng Shopify, nó đều là những cái video cơ bản thì các bạn có thể là xem lại những video đấy để mình tối ưu một cái store cũng như là cài đặt theme như thế nào đấy. Thì các bạn có thể xem lại cái loạt video hướng dẫn tạo một store cơ bản đấy. Đấy thì các bạn có thể tham khảo mà mình tạo một cái store để bán tại thị trường Việt Nam nó phù hợp với cái style của mình. Ok, thì đây thì mình có cái lưu ý, đó là những cái lưu ý khi mà làm tại thị trường Việt Nam, đó là cái về cái phần shipping. Đầu tiên là về cái phần về thanh toán payment. Thì như chúng ta đã biết đấy, thì hiện tại thì ở Việt Nam mình thì về cái việc mà thanh toán online ấy, thì khi mua hàng ấy, thì nó cũng chưa được phổ biến như ở bên nước ngoài. Thì đây thì mình sẽ thì ở trong cái phần thanh toán trên Shopify, nếu mà các bạn bán sản phẩm tại thị trường Việt Nam ấy, thì mình các bạn có thể tham khảo hai cái hình thức ở đây, nó hỗ trợ cho mình hai hình thức này, đó là COD và chuyển khoản qua qua ngân hàng. Thì đây thì COD thì ở đây thì mình sẽ để mà bật hai cái tính năng này thì các bạn sẽ vào cái phần manual payment này. Đấy, đây sẽ các bạn sẽ active hai chọn bật hai cái tính năng gọi là COD và cái chuyển khoản qua ngân hàng. Đấy, để ngân hàng qua cái số tài khoản ngân hàng của mình ấy. Đấy, khi khách hàng họ order thì một là họ đang thức là một là khi nào nhận được hàng thì họ sẽ thanh toán thì gọi là cái COD đây. Thứ hai là hình thức bằng là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Đấy. Cái này thì khi mà chuyển khoản xong thì mình sẽ phải xác nhận, chúng ta phải gọi điện thôi, gọi điện xác nhận là cái đơn hàng chứ nó không tự động như là bên như 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 là cả chúng ta sử dụng Obelo hay là bán ở thị trường nước ngoài qua mail nhé. Thì cái này thì mình phải gọi điện xác nhận thôi, hai cái này đều phải gọi điện xác nhận.
Thì ở đây các bạn bật cái tính năng gọi là manual payment lên để sử dụng, để áp dụng cho cái việc mà bán hàng về thị trường Việt Nam nhé. Nó khác hoàn toàn với cái thanh toán là ở nước, nếu mà các bạn ở dropshipping là mình phải có thể là mình liên kết tài khoản PayPal hoặc là hai check out hoặc là Stripe nhá. Nhưng mà đối với Việt Nam thì hiện tại thì nó chưa phổ biến nhiều về cái hình thức check out qua thẻ luôn đấy. Cho thẻ là PayPal ấy, thì mình sẽ hình thức là COD và chuyển khoản ngân hàng. Đấy thì các bạn sẽ bật vào cái mục menu này và bật hai tính năng là lên. Đấy. Được chưa? Thì các bạn sẽ ghi cái thông tin là về cái thông tin ví dụ là ví dụ như là mình sẽ ghi thông tin là thanh toán online, ví dụ như là thanh toán Hà Nội và thời gian bao nhiêu để cho khách hàng biết được cái thông tin khi mà họ chọn cái hình thức COD này thì nó bao nhiêu thời gian sẽ đến để nốt lại cho khách hàng để họ biết vòng 2 đến 3 ngày Hồ Chí Minh 3 đến 5 ngày đây là cái thông tin hiện ra khi mà cái text này mình có thể thêm khi mà hết khi mà khách hàng đã confirm xong ấy, cái đơn hàng thì sẽ hiện ra cái bảng này tương tự như vậy thì tài khoản ngân hàng ở đây cái thông tin đây thì mình sẽ nhập cái thông tin để cho khách hàng biết được cái tài khoản ngân hàng của mình đó là ACB hoặc là tên ACB này 3456 đây là tài khoản ngân hàng của mình. Cái này thì mình chỉ nhập thông tin tài khoản của mình vào thôi và họ tên để khách hàng chuyển khoản online từ ngân hàng của họ qua cho mình. Đấy, mình sẽ họ tên Lê Chi Thanh ngân hàng chi nhánh Hà Nội. Đấy. Tương tự thì các bạn nếu mà các bạn có nhiều ngân hàng thì các bạn cứ nốt vào đây để cho khách hàng. Sau khi mà các bạn điền xong thông tin thì các bạn xếp lại. Được chưa? Có cái này chưa được rồi. Sorry. ACB. Okay. Để mình demo thông tin thôi. Chi nhánh. Ok, thì như vậy là về cái phần về thanh toán này nhá. Thanh toán đây. Thanh toán thì mình chọn là COD hoặc là qua bank thì mình nhập thông tin vào của mình vào. Tiếp đến một cái lưu ý nữa là các bạn sẽ là về cái phần shipping. Về shipping thì đầu tiên thì các bạn sẽ phải chuyển nếu bạn tại vì bán thị trường Việt Nam và Việt Nam đồng đúng không? Thì các bạn sẽ vào cái phần shipping này, Euro này. Và các bạn sẽ chọn cái đơn vị tiền tệ này, cho cái phần currency này. Các bạn chuyển sang là Việt Nam đồng này, thấy chưa? Sau các bạn xếp lại. Ok, vào Euro nhá. Đây, toàn format này, currency, Việt Nam đồng. Một cái lưu nữa là về shipping. Đấy, thì các bạn shipping đặt giá thì các bạn cũng đặt theo các cái tỉnh thành cũng như là cái tỉnh thành của mình đó các bạn. Ví dụ nhé, ví dụ đây các bạn là ship, ví dụ như là đây mình sẽ cho cái thì chọn khách hàng, ví dụ như là ở Hà Nội đi, phí ship sẽ là bao nhiêu, ví dụ đây là phí ship là 10.000 này, 10.000 Hồ Chí Minh 10.000. Thì các bạn cũng mình cũng đặt ra các cái khoảng giá thôi, LV hoặc là cái hàng mà mua trên hai sản phẩm nào mình chưa chọn free ship đấy, cái đấy tùy bạn, các bạn sẽ đặt theo giá theo cân nặng theo giá tiền nhé, thì các bạn có thể tham khảo lại cái cách đặt giá cũng như là cái quy tắc đặt giá cũng như là cái bằng bằng cân nặng hay là đặt giá bằng bằng cái giá trị đơn hàng ấy. Thì các bạn mình cũng có làm video rồi thì các bạn có thể làm tham khảo lại hai cái video đấy. Thì đây mình demo là ví dụ là khách hàng mình cho hai cái phí ship từ Hà Nội Hồ Chí Minh đấy, ví dụ 10.000 20.000 thôi. Ok. Đấy, các bạn sẽ lưu ý là cái phần cái phí ship rồi nhé. Tương tự các tỉnh thành khác thì các bạn là có thể là mình áp cái giá ra ngoài hai tỉnh này mình có thể là ngoại tỉnh thì thêm một cái mức giá khác, được chưa?
để khách hàng chọn. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ đi thử check out. Đây. Chỉnh cái giá của cái này đã để 19 đồng. Ví dụ như cái mình bán sản phẩm là 50.000 chẳng hạn, 50, 1, 2, 3. Ok. Đây, mình sẽ kích vào mình order cái đơn hàng này xem nó như thế nào. Đấy. Cái 50.000 đúng không? Check out. Đây các bạn nhập thông tin. Đấy, cũng thông tin địa chỉ. Hà Nội. Ok. Tại vì là cái LB mình đặt cho cái sản phẩm này là nó trong cái khoảng giá của cái shipping rate là trong Hà Nội, thì nó hiện thị ra Hà Nội này. Đây, ok. Như vậy là cái đơn hàng này có giá là 50.000 và phí shipping 10.000 nữa tại Hà Nội và 60.000 đúng không? Continue. Đấy, ở đây thì nó đây, cái thông tin nó lại đây, payment method đây. COD thì khách hàng sẽ chọn là hình thức là COD hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Đấy. Đấy. Ok. Đấy. Thì khách hàng sẽ chọn, ví dụ đây mình chọn COD chẳng hạn. Đấy. Đấy. Thì đây mình nốt cái thông tin lúc nãy đó, Hà Nội 3 5 ngày là khách hàng nhận hàng, giao tiền đây. Đấy. Complete. Ok. Đấy. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bằng cái hình thức là COD. Đấy, cái tiền xuống file. Chờ, continue. Đấy. Khi mà có đơn hàng thì cái đơn hàng nó sẽ ở đây. Đây, đơn hàng thứ tư đây. Đấy. Được chưa? Hay nó hiển thị trong này đây. COD, gọi anh chọn hình thức COD ở đây. Được chưa? Đấy. Thì các bạn có thể là mình sẽ có thông tin số điện thoại rồi, bây giờ mình sẽ chuyển chuyển phát thôi, chuyển phát là COD, khoản COD bọn cái khách hàng sẽ nhận hàng khi mà sẽ trả tiền cái lúc nhận hàng đấy. Đây, được chưa? Đây, cắt ở đây đây. Đây. Ok, thì đối với cái thị trường Việt Nam ấy thì đấy là cái cách mà mình thiết lập cái hình thức thanh toán đấy. Đây là những cái lưu ý mà các bạn nên nên để ý nếu mà các bạn muốn làm cái store tại Việt Nam, store bán hàng tại Việt Nam ấy bằng Shopify. Đây. Ok, thì vừa rồi thì mình vừa mới hướng dẫn các bạn cái cách để mình một số cái lưu ý cũng như là cách để các bạn xây dựng một cái store bán hàng tại Việt Nam bằng Shopify. Thì cái video vừa rồi thì đến đây đã sắp hết rồi, thì trước khi mà kết thúc cái video này thì mình cũng xin phép PI một chút, đó là bên mình thì vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các bạn sử dụng xây dựng store Shopify, làm dropshipping trên AliExpress, cũng như là hỗ trợ các bạn là xây dựng những cái store cái website bán hàng tại Việt Nam. Thì qua video này thì mình hy vọng thì mình sẽ các bạn, những bạn nào mà đang mong muốn là xây dựng một cái store Shopify hoặc là store Shopify làm dropshipping hay là cái store Shopify để bán hàng tại Việt Nam, thì các bạn có thể là nhờ bên có thể là contact bên mình để bên mình có thể là tư vấn để các bạn xây dựng làm sao một cái store nó chuyên nghiệp nhất và nhanh chóng nhất để các bạn tăng hiệu quả bán hàng cho các bạn. Đấy, thế là KPI một chút. Ok, thì cái video ngày hôm nay xin phép tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.